Tottenham Hotspur thoát hiểm trong phút bù giờ. Khi trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Sheffield United bước vào phút 90, đã có những cổ động viên của đội khách thất vọng ra về khi họ không tin đội nhà tìm được bàn gỡ hòa trước Sheffield United. Tuy nhiên, họ hẳn phải rất tiếc nuối, bởi phần hay nhất của trận đấu này lại nằm ở những phút bù giờ. Tottenham Hotspur chơi nhỉnh hơn Sheffield United sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên đội chủ nhà lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm. Sheffield United không có nhiều cơ hội ghi bàn, đội khách tập trung phòng thủ số đông và đạt hiệu quả trong thời gian dài. Bất ngờ xảy ra ở phút 73, xuất phát từ pha ném biên của đội khách vào trong vòng cấm địa, các cầu thủ Tottenham Hotspur không phá được bóng ra ngoài, Hammer lao lên dứt điểm bằng chân trái, bóng đi chéo vào góc phải đập cột dọc văng vào lưới. Không lâu sau khi bị thủng lưới, huấn luyện viên Ange Postecoglou quyết định đưa ra 3 sự điều chỉnh nhân sự để làm mới khả năng tấn công trong số những người vào sân có chân bộ Richarlison. Những sự điều chỉnh của Postecoglou không hiệu quả ở khoảng thời gian thi đấu chính thức của trận đấu. Tuy nhiên đội chủ nhà tiếp tục nuôi hy vọng ở 12 phút bù giờ. Gặp nhiều khó khăn trong việc khoan phá hàng thủ của Sheffield United, Tottenham Hotspur bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 8. Perisic thực hiện quả phạt góc và Richarlison bật cao đánh đầu lái bóng đi vào lưới. Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil cho Tottenham Hotspur ở mùa này và là bàn thắng thứ 2 của anh ở Premier League sau khi chuyển sang khoác áo Tottenham Hotspur hơn một năm. Tìm được bàn thắng gỡ hòa, Tottenham Hotspur nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công và bất ngờ tiếp tục đến ở phút bù giờ thứ 10, nhận đường truyền từ Richarlison, Kulusevski xử lý rất khéo léo.